Chào các bạn học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thí điểm cùng nhau giải đề thi học kỳ 1 năm học 2020-2021. Đây là phần nghe listening. Có hai bài nghe nha. Bài này ở trong phần sách học sinh của các bạn đấy. Rồi chúng ta sang phần 2 reading. Rồi, chúng ta cùng đọc nào. Tron là một học sinh lớp 7A, tên đầy đủ là Tron Smith, anh ta 13 tuổi. Tron sống với bố mẹ và một em gái, younger sister là em gái ở số nhà như thế này, đường này. Nhà của Tron thì rất là large và comfortable. Nó có một cái phòng khách rất là sáng sủa này. Bốn phòng ngủ dễ thương, hai phòng bếp hiện đại và một cái hai phòng tắm hiện đại và một cái phòng bếp rất là tiện lợi. Có một cái sân rất đẹp trước ngôi nhà. Mẹ của Tron trồng hoa trong sân. Tron và em gái luôn luôn tập thể dục buổi sáng trong sân. Và buổi sáng gia đình của anh ấy thường ngồi cùng nhau và xem gia đình của nó thường ngồi cùng nhau và ngắm sao trên trời. Rồi bây giờ chúng ta Tron học khối 7 đúng không? 7A nè. Rồi bây giờ đúng. Tiếp theo. Câu 2. Tron sống với grandparent, nghe là thấy sai rồi, nó sống với bố mẹ và em. Câu C. Ngôi nhà của anh ấy rất là small và comfortable. Ở đây là large chứ không phải small. Ở đây là small là sai đúng không? Cho nên ở đây sẽ là large vậy sai. Cái sân ở trước ngôi nhà thì rất là đẹp. Sân trước ngôi nhà rất đẹp. Đúng rồi. Rồi, chị của Tron thường trồng hoa trong sân. Chị của Tron này thường trồng hoa trong sân này đúng không? Sai, không phải chị của Tron mà là mẹ của Tron. Vậy câu này sai này. Rồi, Tron luôn luôn tập thể dục buổi sáng và buổi sáng. Đúng. Đúng. Rồi, xuống bài dưới. How old will Tron be on his next birthday? Các bạn lưu ý nhé, bây giờ là he is 13 years old now. Vậy thì lần sinh nhật tiếp theo nó sẽ bao nhiêu tuổi? He will be 14 on his next birthday. On his next birthday. Who does he live with? Anh ấy sống với ai? Các bạn nhìn trên đây, anh ta sống với bố mẹ và em gái. Là biết đây. He live with his parent. Parent và em gái. His parent and sister, younger sister. How many room are there in his house? Câu này có nghĩa là bao nhiêu phòng? Chúng ta đếm một phòng khách, 4 phòng ngủ là 5 này. Nha, 2 phòng tắm là 7 này. Và một phòng bếp là 8, vậy là 8 phòng. Chúng ta bạn nhà bạn này giàu quá. Chúng ta sẽ ghi là gì? Có 8 phòng. There are 8 rooms in his house. Rồi, câu tiếp theo. Do you like Tron's house? Bạn có thích nhà của Tron không? Tại sao? Yes, I do because his house is large and comfortable. Vì nhà của nó rất thoải mái, rất rộng và thoải mái. Rồi chúng ta xuống bài dưới, chúng ta sẽ viết câu dựa vào từ người ta cho. Cái này là order có nghĩa là sắp xếp lại đúng theo tự này. Cái này là so sánh nhất các bạn. Strange là lạ lùng. Vậy chúng ta sẽ ghi chủ ngữ ở đây là núi đá. Cái núi này này. Cái núi Iron này này. Rock này. Is the best rock in Australia. Rồi, tiếp theo, một thành phố thì ồn ào hơn một ngôi làng. A city is noisier than a village. Tiếp theo, sông Amazon thì dài hơn sông Mekong. Các bạn ghi như thế nào? The Amazon is longer than
The Mekong River. Rồi tiếp theo, hoang mạc Sahara là hoang mạc nóng nhất trên thế giới. Sahara is the hottest desert in the world. Rồi xuống bài dưới, hãy viết đầy đủ câu để làm thành một đoạn văn sử dụng những từ ta cho sẵn. Laura là bạn thân của tôi nè. Cái này nó bị lỗi. Chúng ta viết là Laura is my bạn qua thư của tôi, pen friend. Câu thứ hai. Cô ấy sống ở London. C là chủ của số ít, liver thêm sờ vào, in thêm giới từ in vào, London in England, ở nước Anh. Câu tiếp theo. Cô ấy 11 tuổi và học khối 6. CE 11, 11, số 11 đi. Years old. And in grade 6. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo nè. She has a younger brother. His name is Daniel. Tiếp theo. Tiếp theo nhé. Anh ấy thích. He like music and swimming. And going to the cinema. Vậy một chữ and thôi, chúng ta bỏ chữ and này đi. Tiếp theo. Tiếp theo là gì? Cô ấy, she has fair hair. Fair hair. And blue eye. She is very lovely. Tiếp theo. Tiếp theo nè. She will. Đây thì tương lai nhé. Come to Hạ Long Bay. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thời gian vui. Rồi, ok, bài của chúng ta đây hết rồi nha.